Dạ, Bố Việt xin kính chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Nhà Giá Rẻ Giáp Bình Chánh. Dạ, chắc hẳn khi cô chú anh chị mình có nhu cầu mua nhà đất, có ý định mua bất động sản thì cô chú anh chị mình sẽ muốn tìm cho mình một căn nhà giá thành rẻ cũng như là pháp lý đảm bảo, đó là điều đương nhiên rồi. Nhưng mà khi cô chú anh chị mình đã có nhu cầu, mình không biết nơi nào mua bán uy tín, hoặc là trên thị trường rất rất nhiều anh chị bán bất động sản thì cô chú anh chị mình không biết gửi lòng tin vào đâu hả, thì cô chú anh chị mình có thể tham khảo kênh Nhà Đất của Báo Việt nha cả nhà. Với tiêu chí làm việc uy tín, rõ ràng, rành mạch thì cô chú anh chị mình khi liên hệ Báo Việt ha, mình xem nhà thì Báo Việt sẽ quan trọng nhất là yếu tố vấn đề pháp lý để cho cô chú anh chị mình yên tâm nha cả nhà. Còn giá thành nhà có rẻ hay mắc là phụ thuộc vào thị trường ha. Và Báo Việt mỗi ngày luôn sưu tầm những căn nhà giá thành rẻ nhất, những căn nhà giá thành hợp nè, để cho cô chú anh chị mình có được cái giá rẻ nhất thị trường, cũng như là có được những căn nhà an cư lập nghiệp an toàn. Cho nên là cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Thì hôm nay Bảo Việt sẽ tiếp tục review cho cô chú anh chị mình một căn nhà pháp lý sổ hồng riêng, và căn nhà này rất đẹp luôn cô chú anh chị ơi, nằm trong một cái tuyến dân cư đã hiện hữu rồi. Đường trước nhà ở đây cô chú anh chị mình thấy rất là thoáng luôn nè, ở một cái trục đường xe ô tô xe tải là cô chú anh chị mình đi tới nơi luôn. Chiều ngang của đường mình thì rộng khoảng tầm 8 m, tính luôn vỉa hè thì đường của mình khoảng tầm 10 m nha cả nhà. Như ở đây thì cô chú anh chị mình thấy có một chiếc xe taxi Grab nè, chạy tới khu vực gần nhà mình luôn. Thì cô chú anh chị mình mua căn nhà hôm nay ha, mình vận chuyển hàng hóa đồ đạc cũng rất là tiện lợi. Và điều đặc biệt của căn nhà hôm nay là mình nằm ngay vị trí gốc luôn nha cô chú anh chị. Nếu như gia đình mình sở hữu được căn nhà hôm nay thì mình sẽ sở hữu luôn một cái tuyến đường bên hông này. Và bên Việt sẽ tặng luôn cho cô chú anh chị mình cái khoảng đất này. Với diện tích của căn nhà ngang 4 dài cho 20 m, với thiết kế là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 2 nhà vệ sinh, sẽ đáp ứng cho cô chú anh chị mình ở khoảng tầm 7-8 thành viên. Khu vực nhà mình nằm trên địa chỉ là trục đường Đinh Đức Thiện nối dài nha cô chú anh chị. Nhà mình nằm cách khu công nghiệp Cầu Tràm cũng như là khu vực chợ Trung Thành chỉ vỏn vẹn đúng 200 m cho cô chú anh chị ơi, rất là gần gũi. Gia đình mình thích nhà gần chợ, gần nhiều tiện ích thì cô chú anh chị mình đến đây mua căn nhà hôm nay là quá hợp lý nha cả nhà. Xung quanh nhà mình thì có siêu thị Thế Giới Động, điện máy xanh nè, cũng như trường học cấp 1, cấp 2, ủy ban xã, rất rất nhiều tiện ích luôn để cho cô chú anh chị mình nội trợ mua sắm. Trước khi mình vào mình xem căn nhà ha, thì Việt sẽ giới thiệu sơ về khoảng sân bên hông nhà này. Cô chú anh chị mình mỗi buổi chiều mình có thể mình ra đây hóng gió hóng mát, hoặc là mình gia đình có con cái con cháu ha, mình ra đây mỗi buổi chiều mình chơi thể thao, đánh cầu lông nè, hoặc là mình có thể mình tổ chức đám tiệc, tụ họp người thân về đây ha, mình bắt mâm thì rất là rộng rãi. Hoặc là cô chú anh chị mình có ô tô xe tải ha, thì mình có thể mình làm mái che ra để mình đậu được khoảng tầm 3 đến 4 chiếc xe ô tô luôn nha cả nhà, vì khoảng sân bên hông này rất là rộng. Và xung quanh nhà mình thì dân cư đã hiện hữu, và cặp hông nhà là một không khí gió đồng rất là lãng mạn và mát mẻ luôn cả nhà. Nơi đây thì dân cư đã full kính đặt hết rồi. Xung quanh khu vực nhà mình thì gần chợ, gần khu công nghiệp ha, thì cô chú anh chị mình yên tâm về mức độ dân cư ở đây sinh sống rất là an ninh luôn. Thì cô chú anh chị mình thấy đây, cái mẫu nhà của mình là một mẫu nhà phố rất là hiện đại nha cả nhà. Gạch vỉa hè thì cũng đã lót sẵn cho cô chú anh chị mình rồi ha. Gia đình mình gán xem hết video cùng Bảo Việt, Bảo Việt sẽ báo cho cô chú anh chị mình một cái giá rất là hợp lý luôn. Trước khi vào cái sân nhà của mình đây thì cô chú anh chị mình thấy có một cái lớp cửa rất là chắc chắn luôn. Cắt CNC họa tiết rất là đẹp ha, sơn tĩnh điện màu đen pha với lại là màu nhũ vàng nha cô chú anh chị. Phía trước nhà của mình có hai trụ cổng rất là hầm hố luôn, có những ngọn đèn để cho mình thắp sáng mỗi buổi tối rất là lung linh. Vì khu vực nhà mình quy hoạch theo tiêu chuẩn khu dân cư ha, cho nên đã trồng những cây xanh ven vỉa hè hết rồi. Sau này những cây xanh này mà lớn lên che bóng mát cho mình rất là mát mẻ nha cả nhà. Đồng hồ điện riêng, nước riêng, gia đình mình về đây ở khỏi lo vấn đề gì hết ha, mình yên tâm mình ở luôn. Khoảng sân trước nhà này thì cô chú anh chị mình thấy ha, rất là sạch sẽ và đẹp luôn. Gạch lát sân nhà của mình ở cả nhà là gạch chống trơn trượt ha. Hiện tại bây giờ Bảo Việt review cho cô chú anh chị mình là giờ này buổi trưa. Căn nhà của mình là có hướng chính nam nha cô chú anh chị, cũng không quá nắng ha. Gia đình mình nếu thích thì mình có thể mình làm mái che ra cũng được ha, còn không là mình để như vậy mình tiết kiệm. Mặt diện của ngôi nhà thì cô chú anh chị mình thấy đây ha, đã ốp đá bóng kiến hình những cái văn lượng sống rất là đẹp nha cô chú anh chị, mình lau chùi vệ sinh rất là tiện lợi.
Lớp cửa bảo vệ cho căn nhà thứ hai là một cái lớp cửa nhôm sinh pha, kính cường lực dày 8 ly, rất là an toàn cho căn nhà của mình luôn. Thì lúc nào cũng vậy ha, Bảo Việt review một căn nhà thì Bảo Việt hay nhắc trên kênh là cô chú anh chị mình nên để ý đến vấn đề mà cấp thoát nước cho cô chú anh chị. Để nay mai mình mua một căn nhà giá trị, bỏ số tiền lớn rồi, để mình mua căn nhà mà không đúng nhu cầu nè, cũng như là cô chú anh chị mình ở mà nó mắc nhiều cái thẩm mỹ, hoặc là nó mắc những cái điều mà nó liên quan phong thủy ha, thì căn nhà của mình nó không có giá trị ha, lúc đó mình tức lắm nha cả nhà. Cho nên là cô chú anh chị mình thấy căn nhà mình hôm nay nè, cốt nền nè, so với mặt đường tính luôn mà khoảng sân phía trước ha, thì cao hơn mặt đường khoảng tầm 4 tấc. Ở đây thì quy hoạch tiêu chuẩn khu dân cư thì cô chú anh chị mình không lo về cấp thoát nước của nơi đây ha, rất là tốt luôn, không có lo bị nước ngập. Không gian phòng khách của mình đây, cô chú anh chị mình về mình không cần trang trí thêm đâu, tại căn nhà này thì bên bên Việt đã trang trí sẵn cho cô chú anh chị mình rồi. Hai bên tường của mình đã ốp PVC nhựa giả đá nha, những cái lam sống gỗ cũng đi theo hoa văn rất là đẹp nha cả nhà. Đèn phòng khách của mình là có bộ đèn chùm, đèn lon, đèn led đầy đủ hết. Gia đình mình về mình chỉ bố trí bộ ghế sofa, một bộ ghế gỗ ha, để mình tiếp khách nữa thôi. Và bên dưới cầu thang này thì bên Việt cũng đã trang bị đóng sẵn cho cô chú anh chị mình một cái tủ gầm cầu thang nè, để mình có thể mình để được những cái loại nước hoa, những chai dầu thơm, những cái vật ảnh lưu niệm mà mình thích ha. Nói chung căn nhà này bên Việt đã thiết kế sẵn rồi, cô chú anh chị mình về không cần phải trang trí gì thêm đâu. Ở phía ngoài hành lang bên hông nhà thì bên Việt cũng đã làm sẵn cho mình đèn lon hết, sáng sủa ngôi nhà của mình. Căn phòng ngủ bên dưới tầng trệt của mình nơi đây thì sẽ phục vụ cho những cô chú anh chị lớn tuổi ha, vì nhà mình có tặng 3 phòng ngủ và một phòng thờ như cô chú anh chị. Căn phòng này thì chiếm diện tích khoảng tầm đâu đó khoảng tầm 15 mét vuông thôi cô chú anh chị. Ở khoảng tầm 2-3 thành viên thì sẽ rất hợp lý ha, mình bố trí tủ dường niệm thì rất là đẹp luôn. Vì căn nhà của mình nằm ngay vị trí góc ha, cho nên là khoảng không gian bên hông nhà rất là thoáng, thì bên Việt cũng mở cửa sổ nè cho cô chú anh chị mình luôn, rất là mát luôn cả nhà ơi. Căn nhà này thì cô chú anh chị mình mua ha, rất là đáng đồng tiền luôn. Cô chú anh chị mình thấy phòng ngủ nè, đèn lon rồi đèn phòng ngủ đã có đầy đủ rồi, cửa của mình cửa nhôm sinh pha, kính cường lực luôn ha. Tiếp theo thì Bảo Việt xin mời cô chú anh chị mình vào không gian nhà bếp đây. Đập vô mắt cô chú anh chị mình thấy đây ha, một cái khu vực rất là ấm cúng luôn, để cho mấy anh chồng mấy chị vợ chỗ tài nấu ăn ha. Mặt bếp của mình thì ốp đá kim sa, rất là sang trọng luôn cả nhà. Bên trên đây thì bên Việt cũng đã ốp sẵn đá cho cô chú anh chị mình, đã có nấu nướng dầu mỡ mình bám tường cũng không sợ bị dơ ha. Tủ bếp trên, tủ bếp dưới của mình là được làm bằng tủ gỗ căm xe, rất là chắc chắn luôn. Một căn nhà pháp lý sổ hồng riêng thì cô chú anh chị mình có thể mình cắm sổ mình vay ngân hàng luôn nha cả nhà. Với tài chính khoảng tầm 1 tỷ đến 1 tỷ rưỡi thôi, cô chú anh chị mình vẫn có khả năng để sở hữu được căn nhà hôm nay. Tí xíu thì Việt sẽ báo giá cho cô chú anh chị mình cuối video ha. Đối diện khu vực nhà bếp của mình ở đây có những cái tấm kiến nha. Gia đình mình thấy rất là đẹp luôn ha. Mình bố trí ở đây một cái bộ bàn ăn khoảng tầm 4 ghế 6 ghế ha. Mình ăn uống, mình nấu nướng xong thì rất ấm cúng cho gia đình của mình nha cả nhà. Nơi đây thì mình đặt được một cái tủ lạnh ha, có ổ cắm điện sẵn rồi. Và căn nhà của mình còn có một cái khoảng sân sau thông ra cái tiếng đường bên hông nha cả nhà. Ở đây thì cũng có vòi nước để cho mình đi vệ sinh được cũng rất là tiện lợi luôn. Cô chú anh chị mình mở ra vào mỗi buổi chiều mình nấu nướng rồi ha, cho gió vào thì rất là tuyệt vời. Những căn nhà khác của Bảo Việt review ha, cũng có căn nhà rất là đẹp, nhưng mà căn nhà hôm nay sở hữu một vị trí rất là đặc biệt nha cô chú anh chị. Đây là khu vực nhà vệ sinh của mình, bên dưới tầng trệt đầy đủ những trang thiết bị cơ bản hết, cây sen đứng nè, bồn cầu nguyên khối, bồn lavabo, kiến sôi mặt đầy đủ hết nha cả nhà. Vì căn nhà của mình nằm ngay vùng trung tâm của khu vực chợ Trung Thành, cũng như là khu công nghiệp Cầu Tràm, thì gia đình mình không lo về tiện ích. Mình đi chợ thì ra chỉ có 200-300 mét thôi, 5-10 phút là tới chợ rồi cả nhà, rất là gần gũi luôn. Cô chú anh chị nào mà lớn tuổi thời gian qua cần tìm một căn nhà không khí trong lành, gần chợ, gần trường học nè, để mình tiện lợi mua sắm nội trợ hay là cho con cháu mình đi học được ha, thì căn nhà hôm nay là một sự lựa chọn rất là thích hợp luôn cả nhà ơi. Khu vực nơi đây nhà của Bảo Việt bán rất là nhiều những căn nhà phố mọc san sát nhau, bán lúc trước thì khoảng tầm 2.6-2.7 tỷ nha cô chú anh chị. Hiện tại bây giờ thì thị trường bất động sản cũng đang chậm giá rồi, ngưng giá rồi, cho nên là căn nhà này lúc trước Bảo Việt có review một clip rồi, giá 2.6 tỷ, hôm nay
mấy anh em chủ đầu tư Bảo Việt ha, bán cho cô chú anh chị mình tiếp tục giảm giá rất là sâu luôn. Đó, gia đình mình thấy không gian cái căn phòng chờ ở đây ha, hay còn gọi là căn phòng thờ ở cả nhà, thì ở đây thì tùy vào cái gia chủ của mình bố trí ha, mình có thể mình làm căn phòng khách thứ hai chẳng hạn, hoặc là mình trang trí một cái căn phòng làm việc, còn không thì cô chú anh chị mình để thờ phụng ông bà tổ tiên gì ha, đầy đủ hết những cái ổ cắm điện, đường dây, rồi đèn, đầy đủ ánh sáng hết ha, tùy vào gia chủ mình bố trí. Căn phòng ngủ thứ hai bên trên tầng lầu của mình đây, cô chú anh chị mình vào đây xem cùng Bảo Việt ha, rất là khoáng luôn cả nhà ơi. Ở đây mình cũng có một cái lớp cửa sổ nè, mở ra mở vào ha. Mỗi phòng thì mình ở khoảng tầm 2-3 thành viên thì việc nghỉ sẽ rất là đẹp nha cả nhà. Đèn lon, đèn led, đèn phòng ngủ đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Gia đình mình nếu có thắc mắc một cái thông tin gì đó trên kênh thì gia đình mình cứ liên hệ trực tiếp cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 nha cả nhà. Phía ngoài hành lang cuối nhà bên trên tầng lầu của mình sẽ có một cái nhà vệ sinh để đáp ứng cho những căn phòng ngủ phía trên lầu ha, cũng đầy đủ những trang thiết bị cơ bản hết. Thì việc có rất là nhiều mẫu nhà nha cô chú anh chị, từ 300 triệu 400 triệu nè, cho đến là những căn nhà vài tỷ ha cô chú anh chị mình. Nếu mà có tài chính thấp hoặc là mình dư giả tài chính gì đó, cần tìm nhà, cần tìm đất, thì cô chú anh chị mình cứ liên hệ cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 thì Bảo Việt sẽ tư vấn cho cô chú anh chị mình những cái giá trị bất động sản hợp với nhu cầu của mình nha cả nhà. Ở đây là căn phòng ngủ thứ ba của căn nhà mình ha. Gia đình mình thấy căn phòng này sẽ tương đối rộng hơn là hai căn phòng ngủ vừa rồi, vì căn phòng này mình sẽ xô ra mặt dựng nha cả nhà. Cửa nẻo, cửa sổ đồ cũng rất là mát luôn. Ở đây mình có một cái lớp cửa đẩy ra nè. Mẫu nhà phố này thiết kế ha thì cô chú anh chị mình thấy rất là hiện đại luôn. Bên trên đây thì mình có một cái ban công rất là mát mẻ luôn cả nhà, gió đồng thổi vào ha, một cái gì đó rất là lãng mạn. Một căn nhà hướng nam thì cũng không quá nắng nha cả nhà. Đồng hồ điện nước riêng biệt hết ha. Gia chủ mình về đây mình ở rất là ấm cúng luôn. Thì gia đình mình đã xem tất cả hình ảnh thông tin rất là rõ ràng rồi ha. Bảo Việt xin lặp lại, căn nhà hôm nay với diện tích là ngang 4 dài cho 20m, 80m² thổ cư mà cô chú anh chị mình mua còn được tặng miếng đất bên hông để cho gia đình mình đậu xe ô tô hoặc là xe tải, quá là tuyệt vời luôn nha cả nhà. Căn nhà này là pháp lý sổ hồng riêng, cô chú anh chị mình cấm sổ vay ngân hàng là vô tư luôn nha cả nhà. Nhà mình nằm trên địa chỉ là trục đường Đinh Đức Thiện kết nối ra chợ Bình Chánh, chỉ mất vỏn vẹn là 4 km thôi. Xung quanh ở đây tiện ích thì 200m trở lại mình có chợ Trung Thành nè, khu công nghiệp Cầu Tràm nè, rồi trường học cấp 1, cấp 2 Cầu Tràm nè, rất rất nhiều tiện ích để cho cô chú anh chị mình nội trợ mua sắm. Và giá chính thức của căn nhà này thì clip trước Bảo Việt có báo là giá là 2,6 tỷ, hôm nay mấy anh em chủ đầu tư của Bảo Việt ha đang kẹt vốn cho nên là tiếp tục giảm giá cho cô chú anh chị mình để thu hồi vốn. Giá của căn nhà này chỉ còn là 2,5 tỷ thôi cô chú anh chị ơi, và còn thương lượng trực tiếp với Bảo Việt nha cả nhà. Ở gia đình mình thích căn nhà hôm nay thì cứ nhấc máy lên gọi cho Bảo Việt qua số điện thoại 0933827963 nha cả nhà. Và cuối video thì Bảo Việt xin kính chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị mình thật nhiều sức khỏe và sớm tìm được căn nhà ưng ý cho mình. Gia đình mình nhớ nhấn một nút like cũng như đăng ký kênh để luôn theo dõi và cập nhật những video tiếp theo của Bảo Việt nha cả nhà. Và bây giờ thì Bảo Việt xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình. Xin chào tạm biệt cả nhà.